Xuống sữa lợn đang chuẩn bị đẻ tiếp rồi cho nó ăn xuống nhiều sữa. Ủa, chiều mình phải đi mua quả máu giò về cho lợn ăn về sữa, cả mỗi ít quả vú sữa cho ăn tráng miệng nữa. Đây ui ai đây cây cọc của bà. Ui bò chiều này đấy. Úp. Mà ôi nó lớn sao để rồi mà đang ốm thế nào, qua mẹ bảo tao ốm. Đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la. Ui nhìn ngon đấy, ngô vàng óng đấy, bốc mùi đấy. Các bạn thấy phương thức bí truyền của Mao đây đây, nấu cắm lợn ngon không? Giờ chạy rồi. Ui nhìn dẻo quánh luôn này. Như kẹo đường ấy. À đây giống hệt nấu cao. Quấy này, quấy cao phải quấy đều. Ủa tí cho lợn ăn. Nhìn hấp dẫn thế. Thơm đây. Bao giờ mình phải mở một khóa học nông thôn, công ty củ phát triển nấu cắm lợn nông thôn. Mình là tổng giám đốc công ty ngoài phớt đấy. Kiểu gì tập đoàn chẳng vài người chủ bọn chẳng thu bớt chẳng thu bí các kiểu cái sổn, bọn nó cũng phải nấu cắm lợn như mình mà. Bọn này oai gì nó bảo không phải biết, không phải làm gì. Quay muốn đi. Trời không làm mẹ uống nhỏ. Ui trời sưng hết cả đít lên, mấy bị nào đấy ta bị ngã. Mẹ vụt trời hết giờ. Xa rồi đừng cho nó cũng ủ gì đã. Ui trời không biết chín chưa nhỉ. Đây ai ngủ. Chín rồi. Đấy. Mỗi con bám. Mỗi con vài muỗng. Ăn từ từ thôi. Đợi chiều bữa chiều nữa. Ui ngày trước lớp mình được ăn
buổi sáng, à buổi trưa này, bữa đầu giờ chiều này, 3 giờ được uống sữa này. Chiều nay mình đi mua sữa cho lỡ. À đi, chiều xuống quán lấy về cho nó uống. À, không biết có sữa đặc của lợn không nhỉ? Rồi, thế rồi. Cho con lợn mẹ ăn trước. Mỡ lợn em ăn sau. À quên, cho ít nước vào. Cho ít nước với muối vào cho nó sốt sệt, cho nó sốt. Cái mồm ran hay lắm. Mồm rung rinh là pop. Đến như lợn ấy, ai nhờ? Nói cả lợn thì là gì? À, bảo lợn. Rồi. Tha cho nó nguội thì chín nữa. À, để cho nó còn sọc được. Vừa chưa? Cái vị nó như nào nhỉ? Này, cho chim muối nữa. Bọn này khô nó không cho muối không ăn đâu. Có khách à? À không phải. Rồi. Tao định ở đây dình trộm cho mày. Tao thấy muốn chạy lòng quăng mày làm cái gì? Ngày hôm qua em chả anh với anh chả đi chơi à? Anh chơi lúc nào? Chiều hôm qua mày đi đâu ai biết được? Chết toi hết rồi còn đâu? Mày không thấy ngoài cái rác vôi rồi đấy à?
Vi còn em nấu bao nhiêu cắm lợn cho ngon. Mày làm gì đấy? Làm gì đấy? Đúng rồi, cắm lợn tầm bổ cho lợn sắp đẻ. Ôi dồi ôi, tốt thế. Lợn chết toi hết rồi bắt đầu mình nấu cám. Ngày trước thì... Hôm nay em cả nấu. Ngày trước thì không thể đấy, tõn cái là đi chơi. Này, ngon ăn đi. Em nấu lợn không ăn. Kinh, nấu cắm lợn, cho lợn hôm nay dễ rời. Dễ hơi. Mày thế nấu đi đâu cắm lợn thì ai ăn? Mày chưa ra mà ăn. Anh đi mà ăn. Trưa nay có thức ăn chưa? Chưa. Chưa, đấy. Cho bà mà chưa ra mà ăn. Gọi gì bố ra. Bà gì bố ra. Anh chưa. Mà ăn. Thế mày nấu làm gì? Ăn. Nấu lợn. Mà. Thế cho tao đi, đi tao phải cho lợn ăn. Này, cho tao bao nhiêu công sức của em nấu đấy. Đây, ăn đi. Bẩn. Ăn đi. Bẩn bẩn mới bụi. Đấy, không cho thì ăn đi. Để đấy mà ăn. Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh, tinh hoa trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá. Không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30. Thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn hẳn luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàn cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đây nhá. Cho mọi người xem lại một lần nhé. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688. 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này. Chào mọi người.
chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nha, những chào tất cả mọi người.